Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn máy đo huyết áp nhãn hiệu Omron, xuất xứ từ Nhật Bản, dòng máy JPL1. Một máy đo huyết áp dòng máy JPL1 đầy đủ bao gồm máy đo huyết áp chính, một vòng bit và một bộ đổi nguồn adapter. Như các bạn đã nhìn thấy, một máy đo huyết áp chính. Giao diện bao gồm: thứ nhất, nút Start là nút bắt đầu khởi động, nút Stop là nút dừng lại. Tiếp theo đó là nút Memory là phần bộ nhớ của máy. Máy có chức năng nhớ được 60 chỉ số huyết áp. Sau đó là hai dấu mũi tên chỉ về bên tay trái và bên tay phải của các bạn. Hai dấu mũi tên này có thể giúp cho các bạn kiểm tra lại các chỉ số huyết áp của các bạn đã từng đo. Và tiếp theo là nút xác định giờ giấc khi các bạn đo. Nút này sẽ cài đặt giờ chính xác khi các bạn muốn đo huyết áp và chỉ số đo huyết áp của bạn như thế nào. Sau đó có các thông số thứ nhất là được viết tắt bởi SES, mm thủy ngân. Đây là thông số biểu thị huyết áp tối đa của các bạn. Tiếp theo là thông số viết tắt DIA, mm thủy ngân. Đây là thông số biểu thị huyết áp tối thiểu của các bạn. Thông số thứ hai được viết tắt bởi pulse trên min. Đây là thông số biểu thị nhịp tim của các bạn. Khi nhà sản xuất họ sản xuất máy đo huyết áp dòng máy JPL1, nhà sản xuất đã để trên máy thông số 135/85 để các bạn có thể so sánh với thông số của nhà sản xuất. Thứ hai đến vòng bit thì bao gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là bộ phận ống dẫn khí bằng cao su được nối thẳng trực tiếp vào vòng bit. Thứ ba là bộ đổi nguồn adapter. Các bạn có thể sử dụng trực tiếp bộ đổi nguồn bằng cách nối một đầu nối của bộ đổi nguồn vào đằng sau của máy và một đầu cắm sạc cắm trực tiếp vào dòng điện 220V ở nhà các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo huyết áp máy đo huyết áp bắp tay dòng của Nhật. Các bạn lật ngửa máy lên trên và các bạn lắp pin vào phần dưới của máy. Tôi đã lắp sẵn cho các bạn. Sau khi các bạn đã lắp pin, các bạn lắp ống dẫn khí bằng cao su sang bên phía tay trái của các bạn. Sau khi lắp ống dẫn khí, các bạn mở vòng vít. Các bạn luồn tay vào vòng vít. Khi các bạn luồn tay vào vòng vít, các bạn đầu biểu thị dấu mũi tên màu đen của các bạn ứng với phần động mạch mà các bác y bác sĩ hay lấy máu cho các bạn và cách khuỷu tay từ 1 đến 2 cm. Sau đó các bạn quay ngược lại vòng bit có chức năng dán tại chỗ. Các bạn có thể kiểm tra độ khít của vòng bit bằng cách ấn một ngón tay vào phần vòng bit và cái độ chặt của nó. Sau khi các bạn đã hoàn thành xong, các bạn có thể ấn nút Start là nút bắt đầu. Máy sẽ hoàn toàn tự động chạy cho các bạn. Máy sẽ bơm khí vào phần vòng bit và các bạn sẽ cảm thấy căng tức. Khi các bạn bơm khí đầy, máy sẽ tự xì hơi và hiển thị thông số huyết áp cho bạn. Khi các bạn đo huyết áp thì các bạn không nên nói chuyện khi đo. Đây là thông số huyết áp của tôi. Huyết áp tối đa của tôi là 126. Huyết áp tối thiểu của tôi là 90 và nhịp tim của tôi là 90. Sau khi các bạn đo xong, các bạn có thể tháo vòng vít. Theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, huyết áp tối đa, huyết áp người bị cao huyết áp là người có thông số huyết áp tối đa
vượt quá 140 mm thủy ngân và hoặc huyết áp tối thiểu vượt quá 90 mm thủy ngân. Huyết áp của tôi là hoàn toàn bình thường. Sau khi các bạn đo xong huyết áp, các bạn có thể rút dây nối cao su ở bên sườn bên tay trái của các bạn. Các bạn có thể ấn nút memory để nhớ lại thông số của mình. Sau khi các bạn ấn nút memory sẽ hiển thị hai thông số, một thông số giống quyển sách, đó là các thông số nó sẽ lưu trữ lại, và thông số ba cột tính mức độ trung bình. Khi mình sẽ đo được ba mức độ trung bình thì sẽ hiển thị được thông số trung bình huyết áp tối đa của mình trong ba lần đo là chính xác là bao nhiêu. Sau đó các bạn có thể kiểm tra lại bằng cách ấn nút xong bên phía tay trái của các bạn sẽ hiển thị 126 là huyết áp tối đa, 90 là huyết áp tối thiểu và nhịp tim là 90. Sau khi các bạn đo huyết áp, các bạn có thể ấn nút stop để các bạn tắt máy đo huyết áp. Khi các bạn không muốn sử dụng pin hoặc pin sử dụng lâu ngày sẽ có thể dẫn đến tình trạng hết pin hoặc pin yếu dẫn đến kết quả đo huyết áp không chính xác. Các bạn có thể sử dụng bộ sạc bằng cách cắm một đầu bộ sạc vào phần cuối của máy đo huyết áp. Sau đó các bạn dùng đầu sạc cắm vào dòng điện 220V của mình và các bạn có thể tiếp tục đo huyết áp như bình thường. Khi các bạn đo huyết áp, lưu ý thứ nhất, ngồi với tư thế thẳng, tay duỗi thẳng. Thứ hai, không được nói chuyện trong quá trình đo huyết áp. Thứ ba, khi các bạn chuẩn bị đo huyết áp, các bạn nên nghỉ ngơi trước khi đo huyết áp từ 5 đến 10 phút. Thứ tư, khi các bạn đo huyết áp, các bạn không nên đo hai lần huyết áp liên tục. Điều đó sẽ dẫn đến huyết áp của bạn có sự sai lệch. Đặc biệt, khi mà các bạn đo huyết áp hai lần liên tục, thứ nhất, cơ thể có cơ chế tự bù trừ. Các bạn dùng vòng bít có thể gây áp lực cho động mạch để đưa máu đến tay. Sau khi các bạn mở ra, cơ thể có cơ chế tự bù trừ, các bạn cơ thể sẽ đẩy máu thật mạnh về phía cổ tay. Chính vì vậy, huyết áp sau khi các bạn đo